Ngay sau khi ông Donald Trump được cho là bị ám sát hụt lần hai trong vòng 2 tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ, đồng thời chỉ đạo cơ quan mật vụ Mỹ huy động mọi nguồn lực để bảo vệ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Biden cũng cho biết ông cảm thấy yên tâm khi người tiền nhiệm Donald Trump vẫn an toàn, nhấn mạnh hiện các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin để điều tra vụ việc. Ông tuyên bố không có chỗ cho bạo lực chính trị và mọi hành vi bạo lực khác tại Mỹ, đồng thời cho biết đã chỉ đạo đội ngũ của mình cung cấp cho cơ quan bần vụ mọi nguồn lực, năng lực và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho cựu Tổng thống Trump. Trước đó cùng ngày, đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết nhiều phát súng đã được bắn về phía ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa khi ông đang chơi gôn tại sân của mình ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Sau may mắn, ông vẫn an toàn. Nghi phạm vụ nổ súng sau đó đã bị bắt giữ. Truyền thông Mỹ đưa tin đối tượng này được xác định là Ryan Wesley Rowe, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii. Theo kênh truyền hình CNN, ngay sau khi bị ám sát hụt, ông Trump đã đăng thông điệp trên trang web gây quỹ của mình, khẳng định ông vẫn an toàn, khỏe mạnh và không sợ hãi. Đây là âm mưu ám sát thứ hai nhằm vào ông Trump chỉ trong vòng hai tháng. Hồi tháng 7, ông cũng bị bắn khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Vụ việc này đã làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ.